chị nghĩ là chỉ có mấy đứa dốt và không chịu học thì mới nghĩ ai ai thống trị thôi chào các bạn đến với kênh youtube của vô Câu cái tiếp, ngay tay chính có bị thay thế không chị ơi? Câu trả lời của chị là có rồi chị đã nói cho em tại sao luôn nếu như em làm ngân hàng hay là em làm trong lĩnh vực tài chính em hiểu là em không thể nhớ hết một ngàn khách hàng của em nó vay vốn sao nó vay nặng lãi sao nó mở công ty sao nhà nó có bao nhiêu có thể tín dụng đúng không thì con ai nó có thể học cái bì hết của khách hàng khách hàng chị nói rồi đó nó cũng có thể tính toán được luôn là với cái tính cách này em nên cho vay bao nhiêu phần trăm em nên không cho vay em có nên cắt thẻ tín dụng của nó không em có nên tiếp tục gọi điện chăm nó không ồ khách hàng này làm rất là tốt mình nên gọi điện chăm sóc tức là nó đưa thẳng cho em một cái danh sách luôn về tài chính luôn đâu là những khách hàng tiềm năng đâu là những khách hàng mình cần nói chuyện đâu là những khách hàng mình không nên nói chuyện tiết kiệm thời gian luôn giờ em ngồi em thu thập thông tin khách hàng hả có khi khách hàng nó sợ chó với em nhưng cái thông tin mà nó nhập vô nó xài nó mua ở đâu nó cào thẻ ở đâu nó ăn ở đâu nó uống ở đâu nó quất con nào ở khách sạn nào tất cả những thông tin này ai nó lượm hết hồi nãy chị phân tích lúc đầu cái video đó đó là cái trách nhiệm của cái con chip này nó nhớ hết mà một khi cả cuộc đời của mày mà nó đọc như là một cái trang sách mà nó đọc vài giây á thì nó biết rõ em là như thế nào và tụi em cũng phải biết những con ai này nó được học về tâm lý học luôn nó biết được con người thích coi những cái kênh gì nghiện drama sao cảm xúc làm sao là nó recommend cho em những cái đó luôn để cho em nghiện thêm nghiện tại vì nó được đào tạo để nhập luôn cả thông tin về con người bị hết con người bị hết tức là cái cách mà con người sống nghề may mặt tương lai như thế nào hả chị cũng như vậy luôn như cũng nói cho các bạn là tất cả những cái máy rập khuôn mà con ai ai nó có thể thiết kế bạn có biết là bạn có thể thiết kế một cái đầm theo ý của bạn trên một cái ipad và bạn đưa ra xưởng cái con ai, ai nó tự may cắt đo cho bạn đẹp hơn con người luôn cái này là đầm thiết kế ngài như không có nói đồ may hàng loạt nghe không nó có thể 3D cho bạn trước luôn và nó làm cho bạn y xì tức là cái câu mà các anh làm trong cái ngành uh, điện ảnh ảnh chia sẻ với nhi và nhi rất là thích anh nói cái câu đó ảnh nói đó là bạn đã đến một cái thời kỳ mà bạn không bị cản bởi technical nữa tức là không bởi vì hệ thống máy móc mà làm cho bạn không làm được một cái ước mơ gì nữa mà cái thứ duy nhất Bây giờ bạn phải làm đó là bạn dám nghĩ lớn bao nhiêu, bạn dám sáng tạo bao nhiêu, bạn dám làm ra bao nhiêu thứ vượt ngoài sức tưởng tượng của một con người. Tại vì hồi xưa có thể bạn tạo ra một cái gì đó bạn không có kiến thức về um, về uh, um, phần thô đây, phần foundation, phần nền đây thì bạn làm nó sẽ đổ bể, thậm chí xây nhà luôn nghe các bạn. Bạn đưa một miếng đất vô con 3D, con 3D nó nói cho bạn rõ ràng cái con AI nó nói cho bạn là bạn nên mua nguyên liệu gì cho nó thích hợp với cái thiên nhiên ở đó, rồi bạn xây bằng cách nào nó cũng nói luôn cái lỗ hỏng của công trình của bạn. Nếu bạn thiếu sắt ở đây, thiếu gạch ở đây, thiếu xi măng ở đây nó sẽ sập như thế nào. Chứ không phải là như cái thời mà thiết kế nội thất hay là thiết kế uh, bất động sản hồi xưa xây nhà làm sao để ra một cái công trình công trình vững chắc bằng cách là đoán các bạn không đoán được nữa luôn tại vì con ai nó cho bạn chính xác thống kê luôn là bạn xài gỗ nào rồi sắt nào thép nào kim loại nào xi măng nào đá nào nước nào ở đâu nhiệt độ nào rồi nó có thể chịu được thời tiết ở đâu ở nhật ở hàn ở campuchia ở lào ở mỹ ở úc nó tính toán số liệu để nó com lại hết để nó tạo được cho bạn thậm chí bạn muốn xung quanh đó oxy của nó là gồm những cái cây nào nó cũng recommend cho bạn luôn cho nên cái xác suất mà bạn làm sai với bạn làm xấu là không thể luôn tại vì nó cho bạn hình dung ra trước 3D mà chị nói đúng không sao đúng rồi chị hiện tại kể cả nhà thì người ta cũng đủ được xây được thanh 3D luôn đấy ừ. và nó đã có con robot để xây nhà 3D rồi các bạn có thể YouTube các bạn có thể Google để search cái đó nha ừ. rồi Nghe nail có luôn nha em, nó đã tạo thành công cái máy làm ra nail, tức là chị một cái con móng tay ngắn như vậy, chị lười đi ra đường đúng không? Chị có thể vừa coi tivi và bỏ cái tay chị vô cái máy nó luôn. Và nó đổ cái gel lên cái xong nó tự khô cho chị luôn và nó tự tháo ra cho chị. Nếu không muốn đi làm móng làm da thì nó chưa lên cái kỹ năng làm da thôi. Nhưng mà sơn bình thường cỡ như chị á là chị ngồi nhà chị coi tivi, chị để cái tay chị vô cái máy thôi. Again, em cũng có thể sệt cái máy làm nail để em thấy massage trị liệu có luôn em cái con robot như chị nói đó nó có thể đã nói là cái con robot đó nó có thể Study đi được hết rồi nó học nó có thể làm bác sĩ được thì massage trị liệu là cái con mẹ gì như lúc nãy em nói về sale đó chị nó đã có data của tất cả con người rồi á nó có thể bán cho chị luôn nó có thể tự đưa ra trước mặt khách hàng cho chị đúng mấy cái loại gì thích luôn con người vô dụng xưa giờ rồi mà các bạn nghĩ các bạn hữu dụng cái gì ăn ỉa cho nhớp đất chứ làm gì bởi vậy nên tôi mới bị mấy người học về phát triển bản thân học về bản thân mình đi để còn sống được đã thất nghiệp rồi xong còn vô dụng nữa có người có thể làm gì hả em chị nghĩ em nên coi bộ phim matrix matrix là cái gì ma trận coi hết bốn phần đi chị nghĩ nếu cả cuộc đời em coi phim đó em chưa bao giờ hiểu thì chắc lúc này đây là cái lúc em hiểu đó nghe đầu bếp trời ơi nghe đầu bếp nó thay lâu rồi mà em nó pha một cái ly cà phê ngon hơn con người nó nấu đồ ăn chuẩn xác, tụi em có thể sệt đầu bếp uh, mà nó nấu được mấy cái món phức tạp như của Trung Quốc luôn nha à. là nó biết đi liều lượng bao nhiêu dầu, bao nhiêu trứng, tức là em nghĩ là em phải xào đúng không? Nó có cái con robot để xào luôn rồi, tức là những cái món mà em nghĩ ví dụ như đồ ăn đồ ăn mà kiểu như bán cái kiểu dinh dưỡng á, tức là em lựa luôn, rất là đồ heo thì nó vô nó xào cho em nó xào theo kiểu Trung Quốc, nó xào theo kiểu ý nó nó làm được hết rồi tức là nếu như bây giờ em đi mua đồ ăn chẳng qua là bởi vì em thích trải nghiệm với ông đầu bếp đó thôi cho nên cái khúc này chị cũng muốn nhấn mạnh luôn là nếu như tất cả tụi em hỏi chị là giờ em học cái gì để em sống sốt câu thứ nhất em phải học về em bởi vì em là cái người phải sử dụng em để điêu với một cái con bánh bèo khác nếu như bây giờ cái con bánh bèo đó nó có thể tự tạo một cái con ai để nói chuyện và làm cho nó cảm xúc hạnh phúc nó không yêu mày nữa thì mày không đụng được vô cái lờ nó cho nên là đàn ông em vẫn phải học làm sao để em ở bên một người phụ nữ làm sao để cho nó còn cảm được cái tình người nó có cái cảm xúc đây là cái thứ các bạn phải tô luyện emotional intelligence làm sao bạn hiểu yêu thương là gì làm sao bạn hiểu chăm sóc nhau là gì và sắp tới mọi người chỉ trả tiền tức là cuộc đời của bạn tất cả bây giờ ai ai chăm hết rồi thì bạn làm gì câu trả lời của như thẳng cho các bạn luôn đó là các bạn chỉ có làm tình đẻ ra thêm nhiều em bé rồi những em bé này lớn lên trở thành người tiêu dùng và mua những con ai ai này để nó phục vụ cho con người tiếp tức là bạn quay trở lại đúng với cái thời kỳ động vật luôn á nếu như các bạn không chịu học và các bạn dừng học và nếu như bạn thực sự muốn làm một cái gì đó bạn phải làm bởi vì đam mê bởi vì tức là một khi mà bạn đến một cái nhà hàng nào đó bạn ăn cái món đó không phải là bởi vì cái chú đó nấu ngon hơn con robot mà bởi vì bạn thích cái chú đó cái cách chú đó nói chuyện với bạn nếu như bạn đến một cái tiệm làm tóc không phải vì cái cô đó làm tóc đẹp hơn cái con robot mà bởi vì bạn thích được nói chuyện và tâm sự với cổ nếu như bạn đi đến một cái chỗ để làm spa với massage không phải là bởi vì họ massage tốt hơn cái máy mà bởi vì bạn thích cái cuộc nói chuyện của bạn với cổ nếu như bạn đi đến một cái nông trại để trồng rau trồng lúa để cảm thấy làm là bởi vì mình yêu thiên nhiên không phải bởi vì bạn làm hơn cái con robot mà bởi vì bạn đến đó bởi vì bạn thích làm vườn với những người khác chị nói không này đúng không sơn tức là bây giờ các yeah. bạn đi làm là bởi vì các bạn thích và các bạn enjoy và các bạn hưởng thụ chứ nó không còn là bạn làm bởi vì ra tiền nữa tức là bây giờ bạn không cần nhìn thấy cái gương mặt của người sếp mà bạn không thích nữa tại nhi cũng không muốn nhìn mặt mấy bạn nhiều lắm đâu nhất là mấy con bánh bèo vô chị ơi muốn kể cho chị ngay ba má em như vậy đó đó là cái lý do chúng ta còn gặp nhau tức là chúng ta tâm sự chúng ta trò chuyện chúng ta giao tiếp cảm xúc với nhau chúng ta yêu thương nhau chúng ta chăm sóc nhau thôi nhưng mà chúng ta không còn phải giải quyết những cái vấn đề mà chết cha rồi giờ làm sao các bạn biết đó, có con robot này nó có thể tự đi hốt rác và nó tự đổ rác luôn tức là bạn nghĩ đến chuyện là mình phải tự đi đổ rác cho nó mình phải tự đi sạc pin cho nó các bạn biết phim b max không đó sắp tới bạn có mấy cái con b max trong nhà bạn đó nó cũng tương tự như vậy đó nó, nó tự sạc pin luôn nó tự dọn dẹp cho nó luôn nó 24 trên 7 luôn nó xuống dưới nó khiên đồ cho bạn luôn đúng rồi học làm xài ai, ai càng nhanh càng tốt đi chứ còn đợi gì nữa rồi có câu hỏi gì chưa chị nghĩ sao sáng tối nè để tao chửi nghe nghĩ cái con gì nữa nó đang là như vậy rồi nghĩ cái gì nữa mấy cái con này ngáo dễ sợ đây là mấy cái con mà tao nói là hít cái khí ga từ từ nó đang ra đi mà nó không biết đó <laughs> chết cha rồi tâm ơi Giờ làm sao em đừng dùng từ thống trị nghe chị không không đồng ý từ này tại vì chị nghĩ là chỉ có mấy đứa dốt và không chịu học thì mới nghĩ ai ai thống trị thôi tại vì nếu như em thực sự hợp tác và làm việc cùng ai ai em sẽ thấy là nó giúp cuộc đời em rất nhiều chỉ có những người làm biến và thích làm việc theo kiểu cũ ok và chỉ có những người mà cố chấp và co, cho luôn luôn cho mình đúng ok hoặc là suy nghĩ theo kiểu cũ và không có chịu nâng cấp bản thân thì tụi em chết thôi và tụi em chết như chị lặp lại nè tụi em chết và thất nghiệp không phải là vì ai tụi em thất nghiệp là vì tụi em từ chối học xài ai là bởi vì tụi em không chịu học để trở thành những người như chị với sơn chị học cách xài ai mặc dù chị là cái con ghét công nghệ thông tin nhất tụi bay tôi biết tao rồi tao chỉnh cái camera tao còn chỉnh không được mà mà chị còn phải ngồi xuống học em chị không có lý do gì để chị ngồi biện nó hết á ok chị không có lý do em ơi em sợ đi em nói mi nói tóc nó có con robot rồi mấy đứa này nó nghĩ là chắc chị Nhi hù em em gu em có gan thì em youtube liền đây em có gan em sạch chat GPT đi đừng có quên là like share và subscribe cái kênh của Nhi nếu các bạn coi hết video của Nhi và tích những cái điều như đang làm tiếp tục lan tỏa gì.